Bộ quần áo này là chú mua bao nhiêu tiền? Mua lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Ừ. Chú là người ở Đà Lạt Chú người Huế nhưng mà sân ở Thế à? Chú là người Huế. Chú vào trong này làm ăn ở trong này hay là ở trong này? Ồ. À, đi phụ hồ á. Thế mặc bộ quần áo Hồi đầu kiểu mua 4 triệu á. 4 triệu bộ quần áo này. Ừ. Thế là từ Huế vào đây. Đâu, chúng sinh ở đấy, ở Thái Phiên, nhưng mà gốc ở đấy luôn, Huế, nhưng mà gốc ở đây. À, chú đẻ ra ở đây à? Ừ. À, ở Đà Lạt, ở Đà Lạt không khí thích nhờ chú nhỉ, tuyệt vời đúng không? Cháu dân Hà Nội, dân Dạ, cháu ở Hà Nội. Và Hà Nội ăn nói dễ thương chứ. thế là cứ hút ở đây, trong này hút rét nhiều chú nhỉ. Hero. À, thế công việc chính của chú là làm gì? Phù hồ. À, làm phụ hồ ấy à? Chạy cano ở đây này, nhưng mà vào nước ế lắm rồi. Chạy cano ở hồ hồ Xuân Hương này ạ. Hồ Xuân Hương, Hồ Thùng Lâm. À, hồ Tuyền Lâm nữa. Ba ngày mà. Thế là một Chú ngày. tuổi ngựa, giáp Và ngọ, 95-954. sinh năm 54. À, thế là sinh năm 1954. Ngày xưa chú có đi bộ bộ đội hay gì Bộ không? đội biết không đi hết á, trốn hết. Hả? Trốn à? Trốn hết. Bộ đội Việt Nam Cộng Hòa hay là gì? Không, bộ đội là Bộ cách đội mạng bên giờ này là bộ đội con Ngụy chứ giờ đi. à, Ngụy là không theo. Vâng, theo luôn. Không theo luôn. À, chú đẻ ra tại Đà Lạt. Sinh ở À, Thái Phiên, Thái Phiên. và bây giờ cuộc cuộc sống của chú đi làm phụ hồ thì ở đây được khoảng bao nhiêu tiền một Phụ một hồ mà ngày? giỏi là 420, giỏi á. 420. Thế là còn như chú thì là được khoảng bao nhiêu? Chủ là 420 đó, phụ giỏi á. À, phụ giỏi đấy là được 420 một ngày. À, nuôi ăn chưa? Không, tự túc. Tự túc hết. À, trong này nó lạnh nên là mặc những cái bộ quần áo như thế này thì nó ấm hơn đúng không? Là không thích đi bộ đội nhưng lại thích mặc đồ lính. Quay cái bộ đôi nhưng mà con rể tôi năm đường rể mà tôi năm gái năm đường rể ba đường làng ở nhà cũng cho tiền cứ cho năm 300 được trai năm đường gái mà Tức là một mình con trai nên là không đi bộ đội. mình là lớn rồi già rồi. À, già rồi. Đấy. Cuộc sống rất là thảnh thơi, buổi sáng ngồi hút thuốc ở hồ Xuân Hương. Hút con cá thả lưới. Thả lưới nữa. Thả lưới Đi bắt cá đấy. đi trồng cá bán À. Thế nhà chú ở đây có được rộng không? rộng Đất được bao nhiêu? nhà của ba chủ cho chủ bây giờ là bố mất là cho được 100 m² là tầng lầu với tầng hầm À. gần đây mà trong xóm đi mà À, ngay cái ở chỗ trong điện nước khu phố cổ đây đấy. Thế là 100 m là thoải mái rồi đúng không? con mình chủ à Có mỗi mình chú ở 100 m. Thế là chú được mấy người con? năm đứa con gái 5 đứa con gái. út 38 rồi út đứa nào có chồng ở đây À. Thế còn chú là bây giờ thì có đứa nào ở với chú không? không chú lang bạc mình vừa bỏ 38 năm út bây giờ 38 tuổi À, đó vợ lại bỏ rồi. Ui, thế nhậu là quá nó bỏ nhậu nhiều quá nó bỏ. sáng là làm quay là gần 2 xị rồi đó Từ sáng đến giờ làm gần 2 xị rồi. Thế sao sao chú nghiện à? Nghiện. không nghiêng nhưng mà uống cho vui lạnh trời lạnh nó Trời uống lạnh xong uống chứ không phải nghiện đúng không? à, không nghiêng À, thế là vậy bị vợ bỏ, nuôi 5 người con gái. Đấy. không đi thăm 12 năm ly dị là đi Đi thăm phân ở với 12 năm. nhau nhưng mà hồn ai nấy giữ À. phòng ai nấy ngủ À, 12 năm đi thân. Thế bây giờ tuổi già ở một mình này có buồn không? không thấy chị cả bơi đoàn chiến thuật ở đây Thế bây giờ có bồ không? không à bồ Không có bồ. bồ ở đây gái ở đây rừng Gái có nhiều nhưng là không thích à? không thích À. đi Thế câu là rồi đi cứ một ngày là đi là kiếm 420. Nhà thì có sẵn rồi. Nhậu là thoải mái đúng không? nhưng mà hơn tháng này không đi làm tháng này là hết việc tháng 10 chủ mới đi làm lại À, tháng 10 bắt đầu đi tháng này làm lại lại không có tiền không có tiền chứ thì không không đi làm làm thì lấy đúng đâu ra rồi tiền không có tiền đấy. nhưng mà gái nó cho Con các con nó cho mỗi đứa nó cho 500 một triệu là bố thoải mái ui là tiêu. xài ở mà xài cho kỹ chứ con xài hoang là chết À, không xài hoang được đúng không? không xài hoang được phải cẩn thận gái chủ đó phải cẩn thận nên thích ví dụ trước trưa mua hộp cơm làm Đấy năm là do chú uống rượu nhiều quá nên là vợ mới bỏ đúng không? đúng rồi cơ bạc
Và còn cờ bạc nữa. Đấy, trời ơi. Đẹp. Ăn chơi thế. Ăn chơi ghê lắm. Ấy, ngày xưa ăn chơi à. Năm đứa con gái. Chỉ nhộng thôi. Giờ nhà 100 mét vuông, nhà lầu. Đấy. Rồi, cháu cảm ơn chú nhá. Anh qua đây lâu chưa? Lâu rồi hả? Mô đi du lịch hay là nhà ở đây? Nhà em ở đây. À, nhà em ở khu nào? Ở Hòn Chiếu. À, Hòn Chiếu, ui chào Hòn Chiếu, chứ có nhau qua đây một lần đó. Gái trong lòng nhiều lắm. Hòn Chiếu. Khung cảnh của Hồ Xuân Hương rất là đẹp trong một buổi sáng tại đây. Câu chuyện của một ông chú say nát rượu. Đấy, như là vẫn có nhà cửa đẹp và vẫn có thu nhập bằng nghề phụ hồ. Nên rằng người Việt Nam ấy, người ta cái hay là kể cả người ta có bi đát đến mấy thì người ta vẫn không bị vô gia cư, vẫn có nhà cửa, vẫn kiếm được tiền.